Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì vườn của chị Hà ha có làm tiếp một cái clip nữa để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai con quấn rễ ươm từ hạt thụ đất cho cô chú anh chị gần xa mình ha. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình giờ gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Rồi, xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Thì hôm nay cũng trở lại kênh, em cũng xin giao lưu một số mai hạt thụ đất. Mai con quấn rễ ha, để cho quý cô chú anh chị em mình có đất trống mình mua về mình trồng hoặc là mình để mình nuôi lớn mình ghép cũng được. Dạ. Dạ, tỷ này cây rất là khá đẹp nha. Rồi, thì hôm nay mình giao lưu có mấy loại mức tiền hả bà chủ ha? Dạ, cái này thì nó 3-4 loại luôn. Một loại thì 5.000. Rồi. Một loại thì 7.000, một loại thì 12.000. Rồi. 12.000 là mai từ 1 thước trở lên. Rồi. Cái đó là cho quý cô chú bác anh chị em mình gần xa có đương lục bình cũng được. Dạ. Rồi. Dạ. Thì mình giới thiệu cái loại 5.000 trước đi ha bà chủ ha. Cái loại 5.000 với lại 7.000 mình giới thiệu trước đi ha. Dạ. Rồi. Cây 5.000 với 7.000 thì mình giao lưu từ mấy tấc tới mấy tấc rồi dạ, bà chủ? Dạ, cái 5.000 là nó từ 3 tấc cho đến 5 tấc, 6 tấc. Rồi 3 tấc cho tới 5 tấc, 6 tấc ha. Dạ, một cây là bên em không bao phí ship nha. Rồi 5.000 một cây là không bao phí ha, mình mua bao nhiêu cũng không bao phí ha bà chủ? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, để bà chủ lấy cái cây mẫu ra cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. 5.000 một cây. Rồi, loại 5.000 một cây ha. Dạ, 5.000 này là không bao phí nha. Rồi, cây này cành nhánh xum xuê luôn cô chú anh chị ha. Lò xo nè. Từ 3 tấc cho tới 5 tấc ha. Gấp nè, gốc quấn rễ nè cô chú anh chị ha, lò xo 4 vòng luôn cô chú anh chị. Rồi. Cây này nói chung là lò xo thì từ 3 2 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng cô chú anh chị mình. Đó. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nè, cây đang phát triển đang đi đọt nè cô chú anh chị mình dòm ha. Đây. Đó, giá là 5.000 một cây ha. Mình ship hàng từ bao nhiêu cây bà chủ? Dạ, cái này ship từ 50 cây trở lên. Rồi, 50 cây ha, 50 cây thì gửi hàng ha, còn dưới 50 cây là không gửi ha. Dạ. Rồi là nói chung là 5.000 một cây, 50 cây gửi hàng. Rồi không bao ship. Dạ. Rồi mình nhờ cái loại 7.000 đi bà chủ, là 7.000 là nó cao bao nhiêu ha? Là 7.000 là chiều cao nó từ mấy tấc tới mấy tấc hả bà chủ? Loại 7.000 là nó từ 7 tấc cho đến 8 tấc. Rồi từ 6-7 tấc cho đến 8 tấc ha. Dạ. Rồi. Đâu rồi. Chết mẹ rồi, sức lên luôn, sức cái gốc rồi. Rồi. Cây cành nhánh cũng khá nè cô chú anh chị ha. Cây đang phát triển, đang đi đọt xuống xum xê nè cô chú anh chị. Cái này thì mình, cái loại bự này á, thì mình có thể giống như là mình đóng và quấn bao thôi chứ mình không có đóng thùng được hả bà chủ? Dạ đúng rồi. Loại bự này thì chỉ quấn bao thôi. Quấn gốc quấn rễ nè, toàn bộ là so từ 2-3 vòng cho tới 4 vòng nha cô chú anh chị. Nè, cây phát triển cô chú anh chị ha, mình dòm á. Nè, cây nào xum xuê đọt nó trên cô chú anh chị ha. Đây, gốc nè cô chú anh chị ha. Bầu cứng ngắt luôn nha cô chú anh chị nha. Mình này mình xếp đi rất là ok nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này là giá là 7.000 hả bà chủ? 7.000 một cây. Rồi, chiều cao là từ giống như 6 tấc cho tới 8 tấc. Rồi. Còn cái loại mà 1 mét. Cái loại 1 mét là nó nằm bên kia. Rồi, mình giới thiệu loại 1 mét luôn hả bà chủ ha. Giá là bao nhiêu tiền ha? Và mình ship từ bao nhiêu cây ha? Rồi. Rồi. Ồ, mà cái loại 7.000 một cây này á là mình ship hàng từ bao nhiêu cây và mình có bao ship không bà chủ? Mình từ 100 cây trở lên thì bao ship. Dạ, 100 cây thì bao ship ha, dạ, 7.000 một cây. Dạ, còn dưới 100 thì không bao phí ship. Rồi, mà mình ship hàng từ bao nhiêu cây bà chủ? Dạ, từ 50 cây. 50 cây là gửi hàng ha. Dạ. Và nói chung là 100 cây là sẽ bao ship. Rồi, mình đổi sang cái loại 1 mét luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi, loại 1 mét ha. Rồi mình để kế bên người luôn bà chủ. Đây. Rồi chiều cao ha. Từ 1 mét cho tới 1 mét 2, 1 mét 3. Rồi 1 mét, 1 mét 2, 1 mét 3 cô chú anh chị ha. Cây rất là cao. Rồi cái này cô chú anh chị, cái này em bán ví dụ như lại tại vườn thì em bán 10.000 một cây. Rồi. Còn mà em bán đi là 12.000 một cây.
Rồi, thì lấy từ 50 cây trở lên thì bên em bao phí ship, còn dưới 50 cây thì bên em không bao phí ship. Rồi. Cái này ghép gốc, cái này gốc quấn rễ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Lò xo hết. Lò xo hết toàn bộ, cái này cũng lò xo ha. Ba dòng này cô chú anh chị ha. Nói chung là nó từ ba dòng trở lên. Rồi, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây thì mạnh khỏe nè cô chú anh chị ha. Cành nhánh thì cũng xum xê nè ha. Mình mua về cái này mình làm lục bình cũng rất là ok cô chú anh chị, cây cũng rất là cao ha, cứng cáp. Rồi, mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ? Dạ, với lại em có một số bím á, bím với bí. Rồi, vậy mình giới thiệu luôn ha. Dạ. Dạ, biết đường để. Rồi, tiếp theo là bím với lại bí ha. Tiếp theo là bím với bí với bông. Bím, bí, bông. Ừ. Rồi, mình lấy một số cây mẫu ra cho khách xem ha. Thì cái loại bím, bí với bông này thì mình giao lưu bao nhiêu tiền một cây vậy bà chủ? Dạ, cái này là em bán như vậy là em bán 30 ngàn một cây. 30 ngàn một cây. Ừ. Rồi, ship hàng từ mấy cây? Ship hàng từ cái loại này thì ship từ 30 cây trở lên. 30 cây trở lên là gửi hàng ha. 30 cây trở lên là gửi hàng. Rồi, mình cho cô chú anh chị mình xem mẫu rễ ha. Cây thì nói chung là phát triển nè cô chú anh chị ha. Cái này là bím. Đi đọt xum xê luôn. Rễ bím nè cô chú anh chị ha. Là từ mấy muối trở lên bà chủ? Cái này thì được 5. 5 muối. 1 2 3 4 5 muối ha. Rồi, 6. 6. 6 muối. Đây. 6 muối cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi bím da 30 ngàn một cây. 30 ngàn một cây. Rồi, chiều cao thì nó từ khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu bà chủ? Cái này chiều cao này chắc cũng có khoảng 5 tấc ha. 7. Từ 4 tấc, từ 4 tấc cho đến 7 tấc. Rồi, từ 4 tấc cho tới 7 tấc ha bà chủ. Dạ đúng rồi, từ 4 tấc đến 7 tấc. Dạ rồi. Rồi, bí ha. Ừ. Bí này bầu lớn của chú anh chị ha. Bí cũng tròn nè cô chú anh chị ha. Tròn đều luôn của chú anh chị nha. 1, 2, 3, 4, 5. Nói chung là từ 5 muối tới lên ha. Cái này nhiều muối ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muối. Đó, có cây này thì 7 muối luôn nè cô chú anh chị ha. 1, 1 nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7 muối nè cô chú anh chị ha. Đó, bí ha cô chú anh chị ha. Bí cũng giá là bao nhiêu rồi bà chủ? Dạ, giá chỗ? Cũng 30 ngàn. Rồi, giá là 30 ngàn ha. Dạ, bông bí bím là cũng giá 30 ngàn một cây. Rồi, chiều cao là từ bao nhiêu bà chủ? Mình lấy từ bao nhiêu? Chiều cao nó là từ 4 tấc trở lên. 4 tấc trở lên, giá 30 ngàn một cây. Từ 4 tấc bên 7, 8 tấc. Rồi, ship hàng từ 30 cây ha. Dạ, từ 30 cây trở lên. Rồi, mình còn giới thiệu loại nào nữa không bà chủ? Dạ, hết rồi. Rồi, vậy mình chào hết luôn ha. Nhắc lại số điện thoại luôn. Thì clip này thì em cũng xin giao lưu bấy nhiêu thôi ha. Rồi. Thì cuối clip em cũng kính mong quý được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em gần xa xem cuối clip và để đặt cây giùm em nha. Rồi. Rồi số điện thoại của em là 0398932309, đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Rồi. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Hà cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ ạ. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại ạ.